Thưa quý vị, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu phụ trách 17 ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên các phường xã và 11 câu lạc bộ đội nhóm với hơn 9.700 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu đã chú trọng đổi mới nhiều nội dung, hình thức hoạt động nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong tiến trình xây dựng và phát triển địa phương. Ghi nhận về công tác mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên của các cấp Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu là nội dung được chuyển đến quý vị trong tiêu điểm chương trình trưa nay. Tập hợp học sinh trung học phổ thông có cùng đam mê sở thích tiếng Anh, tháng 6 năm 2023, câu lạc bộ này được thành lập. Ngoài việc trau dồi kỹ năng tiếng Anh, câu lạc bộ còn tổ chức sân chơi cho trẻ em, quyên góp gây quỹ mua đồ ăn sáng, hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn. Chính từ những hành động thiết thực cụ thể, câu lạc bộ thu hút ngày càng nhiều thanh thiếu niên trên địa bàn tham gia. Đến nay, gần 20 thành viên. Trong số này, nhiều bạn được giới thiệu cho đoàn thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên địa phương xem xét kết nạp vào tổ chức. Câu lạc bộ tiếng Anh của em được thành lập với mục đích là tạo sân chơi cho các bạn có đam mê về môn tiếng Anh và đam mê về các hoạt động cộng đồng. Thì trong một năm vừa qua, chúng em đã làm những công việc cộng đồng ở trong hè và vào năm học chúng em vẫn chăm chỉ đi làm giúp các bạn, hỗ trợ các bạn về những vấn đề mà các bạn gặp phải khi mà các bạn học môn tiếng Anh ở trên trường, trên lớp hoặc là ra ngoài đời sống các bạn gặp. Và cho đến bây giờ thì em nhận xét các bạn đã làm khá tốt công việc của mình. Rất là vui và thích thú khi được tham gia câu lạc bộ. Trong câu lạc bộ thì các thành viên đều rất là đoàn kết, rất là năng động, sáng tạo và nhiệt huyết. Với mục tiêu tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn hội, cách đây hơn một năm, câu lạc bộ này được thành lập gồm 10 thành viên, có tinh thần thiện nguyện, yêu thích các hoạt động bảo vệ môi trường. Câu lạc bộ hoạt động định kỳ vào những ngày cuối tuần. Bọn con chỉ có tập hợp một cái nhóm nhỏ và bắt đầu những cái công việc như là dạy học thêm ở các trung tâm bảo trợ, với lại tham gia những cái công tác bảo vệ môi trường như là nhặt rác bãi biển và thu gom rác thải, phân loại rác thải các thứ. Sau đó thì dần dần cái câu lạc bộ nó gọi là có nhiều người, nhiều bạn trẻ biết đến hơn và mọi người bắt đầu tham gia vào. Thì con thấy là mỗi bạn đến từ những cái trường khác nhau nên là mọi người sẽ có nhiều cái ý tưởng hoặc là nhiều cái mối quan hệ khác nhau để có thể lan tỏa cái sứ mệnh của câu lạc bộ đến với nhiều người hơn. Đến nay, câu lạc bộ thu hút gần 50 thành viên từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu tham gia. Xong rồi bọn con cũng có được những nhiều cái kỹ năng mềm cho sau này là bọn con được kiểu đứng tiếp xúc với nhiều người hơn, bọn con sẽ đỡ ngại hơn. Nhiệm kỳ 2019-2024, các cấp hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu thành lập mới 10 tổ chức hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, 11 câu lạc bộ đội nhóm theo sở thích nghề nghiệp. Qua đó kết nạp gần 5.300 hội viên mới. Chúng tôi cũng sẽ tập trung vào 3 cái nhánh chính đó để chúng tôi phát triển và xây dựng hội viên. Trong đó chúng tôi cũng xác định cái việc mà chuyển đổi các chi hội hoặc là các chuyển đổi các chi hội mà hoạt động yếu kém sang cái hình thức là thành câu lạc bộ sinh hoạt theo sở thích, để cái việc sinh hoạt cũng như là tập hợp mà đoàn viên thanh niên nó trở lên gần gũi và nó nhẹ nhàng hơn, để có thể tập hợp được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên hơn. Đồng thời thì chúng tôi cũng xây dựng và cũng như là tổ chức thêm nhiều cái hoạt động phong trào, chủ yếu là về mặt tạo sân chơi để giải quyết về cái nhu cầu giải trí cũng như là về mặt tinh thần, để từ đó có thể phát triển và thu hút được đông đoàn viên thanh niên, hội viên đến với tổ chức đoàn, tổ chức hội. Nhiệm kỳ 2024-2029, Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu phấn đấu phát triển mới 5.000 hội viên, phát triển ít nhất 5 tổ chức hội trực thuộc, hàng năm thành lập ít nhất 2 câu lạc bộ đội nhóm, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn hội. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Vũng Tàu đang hướng đến mục tiêu cao hơn,
xây dựng lớp thanh niên vừa hồng vừa chuyên, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, kiến quốc.